khoảnh khắc của anh em tưới cây tại triển lãm Bắc Ninh. Xuống phát là nước nó ra. Bây giờ anh Thời nhìn đây này. Đấy, chứng minh cho mọi người biết này, tưới cái phát là nước nó dốc. Riêng những cái cây trồng mỏng này là mình đã cho anh em một ngày tưới 2 lần, sáng 1 lần, chiều 1 lần. Đấy. Trên cái bến bãi như này. Bây giờ cũng là gần 11 giờ đêm rồi. Bây giờ... Mong rất mong mọi người và trong cây trên cả nước và những người đã gửi cây để triển lãm Bắc Ninh là cứ yên tâm. Cái đội ngũ tưới cây của chúng tôi. Bạn thôi, bạn tưới sang cây bên này, bạn tưới sang cây bên này. Đây là cây ổi. Cho nên là ngày cũng tưới 2 lần. Tưới cả lá, cả trên bệ rất là thoải mái. Vòi nước là mình sẽ ngâm vòi khoảng độ 2 phút một chậu. Chào anh Sang nhá. Đấy. Tôi vẫn cứ quay tưới anh ạ. Vâng. Thôi được. Cây cứ làm nào anh. Sướng nhất cái thứ này. Mới cái cây này thì thôi tưới qua thôi. Thôi được, phúc tưới cái chắc là thêm một độ một chút nữa. Đấy, còn cái hàng hoa quả này là mình nên cho đậm nước. Đó, thuộc cành. Cơ hơn thiếu. Xanh thì xanh có thể là qua còn được, nhưng mà hàng hoa quả, cây ăn quả cái cây hoa giấy của anh Sang có tưới tiếp không nhỉ hay thôi? Mai tưới. Mai tưới gì? Bởi vì cây mà tưới nhiều quá cũng không tốt nhỉ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.